với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Vũ Khắc Tiệp hào hứng, tôi sẽ mua chiếc nhẫn vàng 5,17kg để cầu hôn Ngọc Trinh. Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh liên tục có những hành động tình cảm tại Dubai. Mới đây, trên kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp đăng tải clip tiếp theo trong chuyến du lịch Dubai của anh cùng với Ngọc Trinh. Mở đầu clip, Vũ Khắc Tiệp tiết lộ lý do lần đến Dubai này không ở khách sạn, anh nói: "Tôi quyết định thuê nguyên một căn hộ 4 phòng ngủ, có cả phòng bếp phòng khách để ở, chứ không ở khách sạn như trước. Tôi thuê căn hộ vì ekip cùng đi có tới 7 người. Vị trí căn hộ tôi thuê vô cùng đắc địa, nằm ngay trung tâm." Buổi sáng, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đi tham quan chợ vàng Dubai, nơi chỉ dài 1 km nhưng chứa đến 10 tấn vàng. Dù lộng lẫy là vậy, nhưng trong mắt Ngọc Trinh, chợ vàng này cũng giống như chợ Bến Thành ở Sài Gòn mà thôi. Tại chợ vàng, Vũ Khắc Tiệp dẫn Ngọc Trinh đi xem nhẫn vàng lớn nhất thế giới, nặng gần 6kg và nói: "Tôi sẽ mua chiếc nhẫn vàng 5,17kg để cầu hôn Ngọc Trinh." Ngọc Trinh nghe Vũ Khắc Tiệp nói vậy liền cười sung sướng như chưa bao giờ được cười. Tiếp đó, anh dạo quanh cửa hàng bán quần áo bằng vàng, tỏ ra mê mẩn một bộ bikini vàng và nói: "Bộ bikini vàng này mà cho Ngọc Trinh mặc thì quá tuyệt vời, tôi sẽ mua nó dành cho ngày cưới của tôi." Sau khi tham quan chợ vàng, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh rủ nhau đi nhảy dù. Đây là một trong những trò chơi mạo hiểm sang chảnh cực kỳ tốn kém mà Vũ Khắc Tiệp đã từng giới thiệu ở những tập trước. Anh nói: "Tôi rất sợ độ cao và yếu tim nên không hợp với nhảy dù. Nhưng từ khi làm YouTube, tôi muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ ở những nơi mình tới để chia sẻ với mọi người." Trái ngược với Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Cô nói: "Tôi thì lại không sợ độ cao và cực thích nhảy dù. Nghe anh Tiệp rủ qua Dubai nhảy dù là tôi chịu liền luôn. Trước đây tôi đã rủ anh Tiệp nhưng anh ấy không chịu." Trước khi nhảy dù, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh phải trải qua khóa huấn luyện ngắn để thích nghi với môi trường trên cao cũng như nắm được cách nhảy dù. Tại đây, Ngọc Trinh đã bất ngờ ôm eo Vũ Khắc Tiệp đầy tình cảm, khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ và thích thú.